Xin chào, em xin chào cả nhà. Em vừa dọn dẹp vệ sinh xong được con rửa bát TR5. Đợt này vào mùa đông lạnh miền Bắc, cho nên các bác ở miền Bắc mua máy rửa bát khá là nhiều. Các bác miền Nam mua cũng rất là mạnh đấy. Con TR5 vỏ nguyên bản, bên em đã test dọn, ok ngon lành. Hiện tại đang cho rửa các bác nhé. Mọi hình thức vẫn còn khá là đẹp, đúng chất máy của nó. Lưng còn rất là phẳng này. Đây là năm bạn điều khiển mọi chức năng hoạt động ok ngon lành, mã số 3. Đây, con này lưng rất là phẳng nha, đối với một con hàng bãi lưng này đẹp luôn. Đời 2012, cái đời 5 thì nó có đời 2011 hoặc là 12. Đấy, con này series máy ở đây nhé, bác nào mua thì em gửi đúng series máy, con này là 01233 nhé. Cái lưng rất là phẳng này. Đấy. Nhựa nói chung là đẹp. Đây là năm các chức năng hoạt động ngon lành hết ạ. Đấy, tất cả các chức năng hoạt động. Đây, nội thất răng chỉ đẹp nhé. Đây. Sạch sẽ, nước nóng bọc luôn. Chung là một máy khá là sạch đẹp. Đấy, giá thành thì cũng rất hợp lý nhé. Chiếc này em bán là 4,2 triệu. Đấy, 4,2 triệu bảo hành 1 năm. Các bác nào lấy thì các bác liên hệ nhé. Giá chưa có biến áp, chưa phí vận chuyển. Đấy, quay ngắn gọn lên cho vậy các bác thôi.